Rồi nhà vườn thân mày, mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc nghệ sống khỏe, cây khủng nha, thân lắc lượng luôn, đế trải luôn nha. Cây lắc lượng rất là đẹp. Cây này có mã số là 159, hoàn gốc là 50, cây cao là 140, đang nằm chậu nuôi lọt lòng là 50 nha cả nhà. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 3.500k, bao ship không chậu nha. Cây rất là ok luôn. 3.500k, bao ship không chậu. Đế nè. Đầu sóng lên tới đỉnh luôn. Thân lắc lượng luôn nha. 3.500k bao ship không chậu. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.